phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như được trong nguồn chảy ra. Mà có mùa về cả sông lúa sâu, người ta xin như trường bầu đông nhà. Người ta xin như trường bầu thank you.
lòng tu đức mà sáng cùng phú chủ bao la nhớ nguồn sáng rọi lòng ta.
công văn lại tuyển đâu thương ngôn phụ đề.
chủ quy đình lễ sư tổ ngũ vái. Thank you.
Bi Vô Cái Tài Nhất Tâm Tín Lễ Tưởng Vất Nhiều Nhiễu Tiền Tê Ngũ Hoàn Chân Hương Trên Đàn Hâm Ni Thiện Vô Song Nan Xạ Tùng Trung Suy Đệ Nhất Ni Dục Sư Hình Duyên Thanh Tình Tu Hoàng Pháp Thủy Tây Trừ Giao Hữu Tình Huế Mật Chú Chân Ngôn Cẩn Đường Chế Độ Kim thân dương lục
xuống ở thôn diệt như mãn nguyệt bạch đạo quang. Cầu chi tất tương cảm định toàn thông viên hữu Việt Nam quốc thái bình định ứng hà huyện duyên hải xã bùi minh thôn sở đào vu hòa đồng tinh sứ thượng phúc thượng vùng phật thanh yên cung hạ thiên tuần lâm đệ lục lục trai tuần đặng quế thanh đàn kinh sứ giữ nhiếp phát thành quan điểm thịnh phật tiên minh bộc dục cấp tài khai tịch phượng hùng toi phá xa gục tụ phong sinh tu phúc khai lộ minh năng phụng minh tam phủ cắt đoạn giải trừ mộng sơn dẫn thế siêu độ thiên đài cầu sám bao đức thù ân kiền kỳ âm siêu thăng dung nhân cát khánh quân an lợi lạc ngờ sư sư kim mi kim thần trại chủ cố ai từ nguyện văn tuy nguyên văn vượng hôn từ nguyện thi huệ hoàng thị tâm gia nữ từ nguyện thị nguyên nguyên thị mộng tế từ phạm văn duẩn phạm văn ấy đồng tức trạch lý tôn nguyên văn tạo nguyện văn nghiệp nguyện hoàng quân lý tôn lý hôn tôn vũ thị hiền nguyện thị nhung lý nữ tôn nguyên hoàng ngọc anh nguyên huyền thi biểu nam tôn phạm văn sơn phạm văn khang phạm minh đức biểu nữ tôn phạm thị duân phạm thị nguyên phạm thị ngân phạm thị loan biểu tế tôn đạo trọng dụng đạo tuấn anh lý tặng tôn nguyên công khiêu nguyện công phu nguyễn ngọc mi biểu tặng tôn đạo trọng nghĩa đoàn định duy hợp đồng gia dung môn khuyến đồng nghi duy nhật đàn tô nhất hàm cần quản an thầm cụ bóc hương hương niêm cụ phật cũng chiếm từ xa di tây này ngưỡng vọng tổ sư phụ thủy chiêu giám mi ân đế ân cần từ xưng phục vì cầu sam chính tiến hiện thảo tiền sinh tổ ký phật nhiều ưu mà tăng rơi nguyện tinh công quý ưu tử phúc minh chân linh nguyễn dương bệnh sinh ngư kỳ mão điện lương nguyện nhật thời tổ sinh hưởng bao điện bát thập cô tuế đại hạt thu quý mão điện tam nguyện nhị thập thất nhật dậu thời thuật tịnh tây quý kiếm kỳ phù tiến gia tiên tiền tổ kính tình cao tổ hào nguyện tinh công uy ngô chân linh cao tổ tỳ đô tỳ quý đạp chân linh nguyện tinh công uy vinh chân linh cao tổ tỳ tinh từ bà vinh chân linh nguyện tinh công uy tứ chân linh tổ tỳ tinh từ bà tứ chân linh nguyện tinh quý mãi chân linh
tôi đề nghị nguyện ta tinh công quy dục chân linh nguyện tinh công quy hán chân linh tổ thị phan thị quý tử chân linh nguyện tinh quý nguồn chân linh tổ thị nguyện thị quý vi chân linh nguyện tinh quý thuật chân linh bùi thị quý niệm chân linh nguyện tinh quý quyền chân linh tổ tổ thị tinh tử và quyền chân linh nguyện tinh công quy quý chân linh nha hoàng và thị quý chuộc chân linh nguyện tinh quý ngưỡng chân linh cao thị quý phương chân linh nguyện thị tinh công quý can chân linh ở thế chỗ sợ nói chưa cơ đàn tiền thành tâm để ta dụng bằng phó đồ xiêu miên diện tứ thất diện chân thừa đục đại viễn truyền đăng dịch diệp tương thừa chính pháp vịnh xương minh nam mô Thank you.
Thank you.
rục cũng sinh dám sinh chứng tâm lòng mà thành đang trả quả thực một lòng tổ lại dạy có câu kệ rằng trong tuổi trời qua trong nháy mắt mắt kỳ vàng giấc mộng thoáng không lâu nếu còn phàm phất trong mây gió nghe câu chiều thình kíp kíp vẻ tàn còn mong nỗi chi đến khi thác xuống cõi âm tan hồn bất vấn phách biết biết gì nữa đâu hoặc là hồn linh hồn còn chơi quán chơi cầu chơi non chơi nước bạc bầu say hoặc là bóng linh hồn còn đường gió tựa mưa hoặc hồn còn tha thần bên đỏ giăng tấn hoặc hồn còn vui thu đó đâu nghe đời triệu thình mời linh hồn về ngay bản ni đàn thank you.
nguyện nhiều cách hướng quan tiêu tùy thể thủy âm hồn âm bộ kim hà tại giã thảo nhàn hoa mãn địa sầu trong phật lực dĩ tiếp ninh tiểu trai đàn nhi thính pháp giang phó đạo tràng tổ tư cung giảng nha hoa thịnh
cả trời Nam. Chứ người thời không thấy khói nhang anh ngà mà yeah.
đại và tuyên dương chính nhất thì hiện hữu ẩn các hiện hồ phi tuyên dương tòng cô độc văn cải quân minh điện hộ tuệ tùy đan trang cẩn mật pháp sự sơ hành tả hữu diễn nghĩa bằng văn hợp hành tuyên đọc Đà Phật lẽ trời đất tâm dương là số vận tuần hoàn kiến cố xét xem thánh hiền là đức tốt nghiêm vào xa chưa có coi xem làm thường đàn sáng ấy tùy cơ tùy phương ứng mở trên có lời pháp sự khuyên can dù ai đến chốn đàn tràng nguyện trong Phật thanh tỏa vàng uy nga tiếng soi loài xa xa rực rỡ vẻ dòng mây phương hướng uy nga sáng phạm tiếp phúc hà xa ai mà cùng kinh ngất là phúc mơ thêm nếu ngược lại quan chiếc thì bác lại ra điều kinh mạng tiên nhan luật trời tội ấy phải mang ăn năn ăn chẳng kịp rõ ràng không sai tờ bằng giám sát tươi ngày chứng minh công đức những lời tấu dâng vận trời năm ba quy mão mùa hạ tháng năm ngày tốt giờ lành pháp sự ứng cung đàn này cần bạch tay duyên nghĩa bằng văn hợp hành tuyên đọc Đà Phật, đạo Phật thánh tượng mây che phủ mờ phép màu cứu độ dân ta. Trông lên Phật ngự trên tòa độ nhân vô lượng gần xa hương nhờ. Đàn xa ấy tỷ cơ khai giảng phép trai đàn có bảng hai bên. Các ngươi ngồi ngự tòa xét xem bốn cõi cùng bên ba đường. Bốn phương trời phó cho thiên tướng hộ đàn này sau trước như y kim cương tam tướng hộ trì thành văn bồ tát thực thì trang nghiêm trên đường thiên hương bay chim vẻ các ngươi tòa hoa thẻ bình châm Phật trời giáng phúc trùng lâm bao nhiêu ngã vì tiền sâu sâu coi ngoài nay nhà giám chủ tâm trai phúc này đưa tới trong trong ngoài đúc thêm hai quan giám bản yêu tình chuẩn tư ngũ tình soi xét rộng tương vận trời năm quý mão tháng tốt ngày lành thần sao nê tăng hướng cúng đàn này cần bạch nhì trai sử thành ý triển càng khôn đa thiết lập trai đàn thịnh thế tôn báo cái tràng pháp ấm pháp hội xa môn bộ đáo cúc khai môn sơn tăng chỉ trường cao tam quan đa phật hóa di đà dụng dường sang kích phá môn đình tán tập trượng tà ma ngoại đạo tập quy hàng thiên tướng thiên binh phù đệ tử lưu huân sáng phúc đáo tiên quang quốc trung phóng hảo quang thư xa bà rơi nội hiện nay hiện tình u minh nhi đời lạc sự mê thế khổ gì thanh lương pháp tích thiền tâm đạo di tăng tăng quán đạo chung nhi tăng bình mắt hàng mắt nhiệt say tâm lộ gì tuyên
tam nghiệp tam thân con sái kỷ, chàng chàng khổ thí diệu lực tế độ quần sinh, pháp giới chúc tăng đầu thành quan tài. Thuế cân lê đạo tràng các đồng toán như tẩy à, trai chủ đồng quán tẩy à. Tâm ảnh xuất thành Phật đạo tốc viên sân sinh chuyển tâm độc hóa thành tam bảo án tốc tốc thành tiểu xa án tốc tốc thành tiểu xa án tốc tốc thành tiểu xa tâm điểm như tinh tượng hoàng công tử nguyện ca phi mau tầm từ xuất xuất ni tác Phật Phật ni kiến tu na tâm điểm như tinh bao hoành công tử nguyện tà cũng bao tổng từ giác tác Phật Phật du a tha phục thế càn khôn tạo hóa đô vô thiệt hắc ni chi lượng đoan an phẩm thanh ni dị phân tự hữu mơ sở thanh ni chi dị tự tiên dục ấn cân đàn tràng cẩn mật nội trừ tam độc ngoại xúc dục căn dục tình trai đàn tu bằng kết ân ân ni trai nhà trai chủ nguyên văn thủy nguyên văn vương hợp đồng gia dung môn nguyên đẳng phụ thân kinh kiện chi khẩn chi lưu nghiêm túc chi thầm cung gần ân đăng gần phục đăng đế nghệ trai chủ tiên cần pháp sự thụ cân độc ngoại tham sân si thần chuyển phạm thánh tốc hiện phật chân ngoại tình bát khí kết tịnh lục trần độn phật ngoại phật phù hộ pháp thân đàn giang viên mãn đô hạn lượng nhân tồn vong uy lưỡng lợi phúc thọ an quân an cấp cấp tịnh cân xa an cấp cấp tịnh cân xa an cấp cấp tịnh cân xa kim thân đệ tử cẩn siêu ngũ vị sứ giả nhất thiết thanh chúng cập bản tôn sai lát thất bảo liên hoa vi an tòa đình lễ ngũ vãi nhất bài đồng phương giác xuất mộc nội can quả nhãn kiến vi đông phương a sư phật quyết mão nhị bái nam phương bình tinh hòa nội tâm ngoại thiệt biết vi nam phương bảo tướng phật quyết ngõ tam bái tây phương thanh tân kim mi nội phế ngoại thủy biến vi tây phương tu lượng họ phật quyết dậu tứ bái bắc phương nhân quý vị nội thân ngoại biến vi bắc phương bất không thành tiểu phật quyết tý ngũ bái trung phương mộc kỳ thổ nội thủy ngoại bì biến vi trung phương tỷ lư phật quyết trung trai chủ lễ quy hồ sơ vọng tiểu tiêu nhi triển kính hạnh thuần vi thủy bằng nhất niệm sĩ điều thông kính đà thổ thiền tất tiên lễ bái nhân bái không chư thiên thiên quyết với họ nhị bái không tam giới hàn chi mùi tam bái không không có hư chiếu giác nhất tị giai chủ quỷ phục hương kỳ nguyện tam giới quy quy ương đạt thiên liên bảo ương thông thiện ẩn ẩn cảm thiên ni a sứ gia thông truyền tống sự trai duyên tuyên trình ý chỉ trai chủ kiện thành sơ nghiêm thượng hương thể thủ thiên bái
nguyện đạt thập phương vô lượng hưởng trụ Phật Phật đề bảo quyết định phù vị độ cao cao thượng sung biết ngắn do đầy khí đạt thiêu phiêu hạ thấu long cung kim nguyên tôn thiền diệu quang tam giới hàm trì trai chủ kiên kiên thành nhị niệm thượng hương kẻ thù tai bay đệ nhị niệm hương nguyện đạt thập phương vô lượng hưởng trụ pháp bảo quyết ngọ phù đề tôn thành cao nguyện ngàn công tăng giới từ tôn nhất biển chân chân hương phổ biến thập phương hiện thành vong hồn siêu sinh tình độ trai chủ phú thọ khang minh bách phúc biển chẳng chư tai tiêu diệt trai chủ kiện thành tam liêm thượng hướng kẻ thù tai bay đạt tập phương vô lượng lượng chủ tăng tăng bảo quyết quyết mùi phù vị tam thiện chân hương ký thiên trần ư liệt vị nhất thành cam cách kỳ phúc miểu lý tăng sùng trai chủ kiện thành phục tăng bảo an lục giác thế thử hương duyên trai chủ kỳ đạo cảm ứng tự nhiên thập phương sư Phật tốc giáng đàn tiền thiết hệ sai nghi thủy kiến lê vật phụ trần cảm thiên vũ vị dĩ thông truyền dưỡng vọng tam tôn nhi chứng giáng đàn tràng thiết tình pháp sự duyên hành đại chúng ban hàng công văn thiên bút ni con cháu chúng ta đồng hướng về trước cửa đàn tràng thành tâm cầu nguyện. Hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm Quý Mão, toàn thể gia chung nhân lên tuần lâm thứ 6 của cụ ông xin cảm thỉnh thập phương sư tăng về để làm lễ cầu siêu phả độ, để cầu nguyện mọi việc được hanh thông, vong linh được siêu thoát, con cháu được bình an, để chúng ta đồng nhắm mắt lại chúng ta tưởng niệm như vậy. A Di Đà Phật. Hướng yên lương yên lương mà yêu duyên lương đăng thoại khí hướng khởi tường yên lương thông tam giới hướng thấu cửu thiên lương lai tướng xoay hướng sáng thần tiên phi phù chuyển chú vạn pháp phi tiên ăn cấp sáng linh xa an ni hương yên hương bảy hương hương đồng thị khí hương khởi tường yên hương thông tam giới hương tấu cửu thiên hương lai tướng xoay sang thần tiên tinh phù chuyển xuống vạn pháp phi tiên an cấp giáng linh xa hương yên hương đồng thị khí hương khởi tường yên hương thông tam giới hương tấu cửu thiên hương lai tướng xoay hương giáng thần tiên tinh phù chuyển xuống vạn pháp phi tiên an cấp giáng linh xa bái thỉnh tổ sư phần là hương bái thỉnh tổ sư mời đức thái thượng chân là như là thầy đạo cao đức giáo sáng thầy đứng trọng người thầy đạo cao đức trọng người thầy thánh sư hiểu biết là thầy não nam thiền sư chế biến phò hàm thích ca đêm đi hôn tình thần phúc lực thần hồ chẳng linh ở trong lòng mẹ thai sinh tám mươi mốt tuổi sinh ra ngoài đầu năm giáp tý hòa Bye.
kiện hương tín phục vệ. Tâm dung thường trình quân là hữu thần nho tả hải kiệt triển tác phong phi lôi lệ sớ từ bụt tiến thập phương nghiền thánh giao chi quan hiệp thông truyền tam giới trực phù biến đạt kim thân xúc bút hiệu ứng truyền đầy văn lây thình giáng đàn sàng xứng minh công đức thần bút quyền quyền cảm canh thánh thiên hương vận nhất truyền thấu lạc cửu thiên tình bút tư hà ngũ bình tông truyền quang minh cảm thánh thiên đô tứ thiên địa ngũ diệp ba hủy ngũ đại thiên thành hoàng thượng giới chúa thầy ông quyền khi đắc kinh giới hoành tự diên liền thì chẳng nhà giang hiện nhân cần đạo bút thiền sinh duy nguyện phật phật bồ đề thì chân quy phục thì sư đi kinh xúc bút phù bút giả không năng bạc kiện tăng diên giả bút di chu sinh thiện thì đạo hay giả hồi quang nhi phản chiếu vi phạm vi thanh tạ chi giả tắc kim tư ngọc tự điểm chi giả tắc thấu uy triệt quang minh thành chi giả tắc long trương phường triệt thiên thanh thanh quyết quyết tí tam chắc trai chủ thọ duyên duyên sinh sinh quyết dần 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 đã tích hòa vì cung vọng ngầu vì sứ giả cấp giang đàn tràng chứng minh công đức thần tăng hạ bút tuân phụ phật nơ bút bút vì mộng 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 khí chu vi hỏa khí nghiên nghiên vi thổ khí chỉ vi cẩn vân 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 mực vi thiết xương giai đồng hội hợp tưởng quang như phú kỳ thượng an đốc đốc thành tiêu tiêu xa trai chủ thọ duyên trường Phật danh đại giác nhi từ vân nhi pháp vũ được thiên vô
lại thiên nhất nguyên nhi hòa khí nhi tường phong đại địa hiếu thiên giai ác lạc yêu đất minh dương quân thoa lợi tu bằng phật thánh dĩ đạo cầu xạ nhiệt kim lô giao thông phật hài viên hiệu Việt Nam quốc thái bình tỉnh hưng hà huyện duyên hải xã bùi minh thôn xã đảo khu hòa đăng tịnh sư cư thượng phụng phật thanh niên phụng hạ thiên tuần lưng đệ lục trai tuần đặng huế thanh đàn vinh sư dự nhiếp phát tấu biểu quan thỉnh phật tiên kinh mộc dục cấp tài khai tịch phương ngung thoái phá xa gục mờ phóng sinh tu phúc khai lộ minh đăng phục nghinh tam phủ cắt đoạn giải trừ mông sơn trần tế siêu độ liên đài cầu sám bao đức thù ân kiên kỳ ứng siêu thắng dương nhân các khánh quân an lời lạc sự kim ê thần trai chủ cô ai từ nguyễn văn tùy nguyễn văn vương mờ hôn từ nguyễn thị huệ hoàng thị tâm tâm giá nữ từ nguyễn thị huyên nguyễn thị mậu tế tử phạm văn duẩn phạm văn đồng nghi đức nghi trạch lý tôn nguyễn văn tạo nguyễn văn nghiệp nguyễn hoàng quân lý ngôn tôn vũ thị nguyễn thị nhung lý nữ tôn nguyễn hoàng ngọc lan nguyễn thiện vi biểu pháp tôn phạm văn sơn phạm văn khang phạm minh đức biểu tôn phạm thị mi dân đi phạm thị uyên phạm thị ân phạm thị loan biểu tế tôn đào trọng ê dũng đào tuấn anh lý tặng tôn nguyễn công mi kiêu nguyễn công vũ nguyễn ngọc mi biểu tặng tôn đào trọng nghĩa đoàn bảo duy hợp đồng gia dương môn quyến đẳng nghi tước nhật tượng can niên tọa phủ giám vi thành nhật cần từ xưng phục vì cầu sáng chính tiến hiện khảo tiền sinh thụ ký phật hiệu yêu bà tắc giới nguyện tinh công quý miêu tự phúc ghi minh chất linh nguyên dương mạnh sinh nhà ngư kỳ mão liên nương nguyệt nhật thời thụ sinh hương mạo điện bát thập ngũ tuế đại hạt vô quy mão liên tam nguyệt nhị thập thất nhật dầu thời thuận tịch tây quy kiêm ma vì phụ hòa tiết gia tiên tiền nhà tổ kính thỉnh cao tổ khảo nguyện tính công uy ngô chân linh cao tổ thị đỗ thị mỹ đàm chân linh we'll be right back.
trần vị thứ di an nhiên đăng sát phô bày đi giản ni liệt nguyện giáng đơn thành chi thần thiểu thân bạc cũng chi đi giáo hữu cũng giảng chân ngôn cần đương chỉ gì thông trần sáng ý tả thủ phụng hàm hữu đủ kiên mã phụng hình thánh gia thế thừa tấu thông văn tử kinh thiên thủ nữ thiên sứ giả danh đoàn tử du cẩn tấu thiên ngôn long bàn về chỉ tả thủ phụng hàm hữu đủ kiên mã hoàng ngân thánh gia thế tử thương văn tử kinh nghệ thiên thủ nữ thiên thiên chủ cập kinh chúng thánh điện thiên thủ nữ thiên mã sư giả danh triệu phong mạnh biết ni cẩn ni tâu điện hình thiên giác chẳng thay tả thủ phụng hàm hữu đủ kiên mã phụng kinh thánh gia tế thư tâu thông địa phủ văn tự kinh nghệ diêm na thiên tử gặp thánh công kinh tiền thoái phủ công hành sứ giả danh thị tư nghi liễu nghị tấu cung thiên đế bệ hạ long tôn tả thủ phụng hàm hữu thủ kiên mã phụng nhân thánh giá tế tử tâu tân thoái phủ văn tự kinh nghệ thủy phủ đại thiên long chủ văn hải long vương gặp thánh chúng thánh tiền thiên hạ ưu đại thành hoàng đại vương cập công tới thành hoàng đi chúa giả thượng hạ đồng viên sứ giả đệ tử tính đồng cũng định sứ giả thông nhật thời bồ tát di lặc phụng biểu át an tê chương quan âm dẫn lộ khai thông thiên đất long xa sông dược vân mã bôn trì tật tốc chỉ huy vi đằng nghị thượng đế vi kim sai sủ đầu tiến tê đạt si văn thiên phủ địa phủ thủy phủ thổ địa niên trường quyền trường nhật trường thời trường úp ngũ lôi phát hỏa hoa phát tâm điện ngô kim phát hỏa hóa chiêu tư phương thiên hỏa địa hỏa tam muội chân hỏa tốc giáng phần từ úp phát thiên hỏa thiên diện mãnh hỏa hóa thăng thiên thượng cứu thiên ma ba tuần ngoài là đi vi trở ngại chán diệt thân hề thiên khai địa đề nhân sinh thần đệ tử phụng tống thiên đình uống tốc thai thiên môn hồng phấn uống tốc thai địa môn hồng phấn uống tốc thai thoải môn hồng phấn hợp bình thiên đế nhật nghiệp biêu quang thanh nghi sứ giả bạch nhi đồng hương biểu át nam tê chương ngọc nữ khai chương phán quan lục danh trái chủ kỳ đạo sở nguyện như tình chú viết án ma ni bát minh hồng sở hữu thông thiên phù hình ngọc hành tiên độc tam giới thông thiên na hồ hình kim nữ phù trùng thánh giả đa nhất thế tinh minh vạn hạ thù hùng cương đại thần thông được đặt đặt phù hộ tấu văn thử thời thượng đạt đạt sở ngộ vân trình ba tầng ngoại đạo thiên ma giới đẳng bất đắc cộng hành ngát diệt như vị tiếp qua phong đồ y luật trị tội trì kỳ cương thử chu diệt như ma ba tầng ngoại đạo tiêu vị vượng giả sử vô trước đại cảnh tượng long gia hất diệt văn tự đầu ba như là kim cương lực sĩ mục chú đà na bà đồ yết đê anh hồng đà na tam giới mục đặt tinh giả tu tu
hành khắc thị nhạ đồng tha thánh hiền chứng giám công đức hà gia nhất tư hình bệnh bệnh nơi đền bao đa thiên nặng ba ba hòa tất tôn ba ta máu đến ta ngũ nguyện quan nhật thời Bồ Tát Tam Giới Thánh Hiền Văn Niệm Thử Sai Nhân Phổ Thân Vì Đầu Tiên Thượng Lai Công Văn Duy Vị Tuyên Đọc Vân Du Lượng Mộc Thánh Từ Khắc Thị Nạp Thủ Kim Yêu Công Văn Dụng Bằng Hỏa Hóa Hướng Lao Đại Súng Cung Phục Sân Thiên Hồi Hướng Sân Sư Thật Tứ Thành Tiêu Phật Quả Vô từ đấy con cháu sửa soạn
phù hộ cho dương quyết lâu dài. Hiền hảo tam quy Phật tử yêu và tam giới nguyện hoàn nguyện ưu tử tự phúc phúc minh chân chân định nguyên bạch sinh sư kỳ mão niên muội nguyệt nhật thời thủ sinh hương mạo điện bát thập ngũ tuế đại hàn ưu quý mão niên tam nguyện nhị thập thất nhật dầu thời thọ sư gia lâm mày đệ chi
cùng quyết hạ nghi phúc lưu gia đình trai chủ bảo bình nghi đọc xưng tôn diệt như mãn nguyệt bạch hào quang giám sát thử thời phục thích thích cả như này di giáo kẻ thù tận thành hoàng thành cùng kẻ thù khấu thủ bách bái đại vì thiếu chủ cung quan thiên tấu thượng ngôn phù rì phù rì từ bi vô lượng hoàng khai tế độ chi môn na hữu hồ nếu tình đại khai thù ân chi sự kiên kỳ nhất niệm vọng và tam tôn viên hiệu Việt Nam quốc thái bình định hướng hà huyện duyên hải xã vui ích thôn sở đào khu hoa đắc tình sứ vư thượng phục thượng hùng và thanh niên cục hạ thiên lý đệ lục trai tuần đặc quý thanh đàn nghĩnh sư dự nghiêm phát tôn biểu quan thính phật thiên kinh mộc dục cấp tài khai tịch phương hung toái phá xa cục phóng sinh tu phúc khai lộ minh đăng phục nghinh tam phù cắt đoạn giải trừ mông sơn trần tế siêu độ liên đại cầu sam bao đức thù ân kiên kỳ ấm siêu thắng dương nhân can khánh quốc lan lợi lạc sự kim kim thần trai chủ cô ai từ nguyên bất tùy nguyên bất vượng hôn từ nguyên thì huệ hoàng thì tâm gia nữ từ nguyên thì nguyên nguyên thì mẫu tế từ phạm văn dần phạm văn đi đồng đức trạch lý tôn nguyện văn đơ tạo nguyện văn đi nghiệp nguyện hoàng quân lý ôn tôn vũ thị hiền nguyện thị nhung lý nữ tôn lơ nguyện hoàng ngọc mơ lát nguyện huyền thi biểu nam ba tôn phạm văn sơn phạm văn khang phạm minh đức biểu tôn phạm thị duân phạm thị oanh phạm thị ngân phạm thị loan biểu tế tôn đào trọng dung đào tuấn anh lý tăng tôn nguyện công công mi khiêu nguyện công công vũ nguyện ngọc ngọc mi văn sớm tiên đọc dị chú cung đối phật thánh đàn tiền dùng ngọn lửa trần phó nô thiêu hoa văn nhà thân kinh quán tự tại vô giác cảnh thân gấp 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 gấp
và thân kim giác thương ao non nhiễm vô đẳng luân hà. Bánh hào huyền truyền ngũ tu di á mục trường thanh tứ đại hải quang à. Cửu phẩm hàm linh đăng đăng bì chân môn ni
trì kim tích trợ chấn giao địa ngục mô nhập nhân lực liễu trì và đề nương tiên và thể hương quan pháp giới nhân nhất thiết quy tôn bảo hóa địa ngục chân luôn ấn giả la đến ấn giả bà ha la đến ấn giả bà ha la đến ấn giả bà ha tam tinh hoàng 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 pháp tai quang ngũ độ vô thượng tâm đắc ẩn tàng vãng hồn xuất như tầng vãng thiên đường cấp cấp như luật lệnh cấp cấp như luật lệnh cấp cấp như luật lệnh nhà địa ngục khai môn tụ cổ chúng sinh nhất thời giải thoát không nghe không không sắc sắc bản đồng nhiên sinh tử hà năng một bán biên Phạm văn tầm tức trạch ca lý tôn nguyện văn đi tạo nguyện văn nghiệp nguyện hoàng quân lý ôn tôn vũ thị hiền nguyện thị nhung lê đều tôn nguyện hoàng ngọc ma lan nguyện nguyện khi biểu pháp tôn phạm văn sơn phạm văn khang phạm minh đức biểu nữ tôn phạm thị ngân phạm thị oanh nha phạm thị ngân phạm thị loan đã biểu tế tôn đạo trọng dung đạo tuấn anh lý tặng tôn nguyện công công khiêu nguyện công phu nguyện ngọc mi biểu tặng tôn đạo trong trung nghi đạo trọng nghĩa đoàn bảo duy hợp đồng xuất chúng nam môn nữ tế lý biểu tăng nguyện hợp đồng dương môn khuyến đa đẳng thân người chẳng chẳng khác gái thân ông sớm tối ngược quanh trốn bụi à kiếm đủ trong hoa về làm mật gặp cơn bão tố thế là xong non na đóng vào chân thế phát sổ tay quy nhất đức bất hồi thiên thu tư niệm cổ lão đạo thân tiến bạc do thị phần hương đương không triệu thềm tư vị bằng pháp lực chi hoàng tâm trượng phật phần tử dẫn chi tam duy
duyên vĩnh đoạn thập địa đốn siêu đạo đạo hàng chiêm công đức nghề nhất nghề a vạn tây phương thứ hai có
rồi nước lã này tắm cho hồn. Nay tất cả các vong linh hồn đều được mát mẻ là nhờ có kệ thầy niệm chú hai lần. Bao nhiêu bụi trần tất giải sạch sẽ. Con say linh hồn chờ cấu ế sườn kỳ vong già vãng tây phương. Thứ ba con rồi nước ngũ vị này tắm cho hồn. Nay tất cả các vong linh hồn đều được mát mẻ là nhờ có kệ thầy niệm chú ba lần. Bao nhiêu bụi trần tất giải tiêu diệt. Sẽ rồi cháu con nay lại hóa bình y thanh cảnh mục liệt lai chức giám vũ lâm thần tương trường bình y luyện hóa thành khối khối thành đường hòa quang tam muội biến tùy cộng phố phong linh lai thể dùng được ngoài quỷ cố gánh phước trừ chi à, nhân sinh tại thế vận đồng từ mấy lời điên dài cho vong linh xin dân nghĩa trong bài khám an. Họ số hồn trên dương gian đã bán đến hôm nay đại hạ lâm chung thảm thiết thay số tật mình cùng đau đớn nghĩa trong lòng buồn bã. Tiết hạ thiết đặt đầy vàng đã có võ lâm sứ giả chứng minh các vật dụng ký tự như cấp chân linh được biết biết mà con cháu nay lòng mà thành nhiều ít lập trai đàn tha thiết kinh dân thì linh hồn nghe lấy tràng văn rồi sẽ nhận kim ân cùng mà vật khăn áo quần đồ hàng bày đặt các đồ dùng tiền bạc tiêu chi các vật này vật nào cũng quy tình linh hồn linh trí âm công. Cấm như loài loại tùy vô vinh không được có vọng hành chiếm đoạt là mã này sao cho quan vũ lâm ngài cai quán tình linh hồn cứ chàng tuân y chiếu chàng đời chặt được sai đi nghe cho rõ thông chi kỷ vật nờ hồn lặn nhận lấy rồi lên tây phương chầu phật hay là đến cho đất cao trì có chữ rằng sinh ký từ quý hộ thương quyết vinh nghi trường thọ là tiết hạ thiên nhất là nay là tiết hạ thiên toàn là lớn đệ lục thiết ra lên linh sàng biển trên có đức từ nguyện cầu phóng thức nghi không cần hãm mai ân nhỏ đức Phật Như Lai. Khai vọng trầm luân chủ nay khẩn khoản ân cần.
khoản ân cần con nay cần khoản ân cần các thầy đại thính Phật thân triệu linh hồn về lễ Phật nghe kinh quỳ sám hối cho mình thành thơi từ bi tế độ mọi người cháu con hồn được đời đời vinh hoa bất đắc kiều đình cấp như luật lệnh. Tư giả cảm động liên hoa và tan bích ngọc tương nghi sắc nghiệm thiên xích từ kim mã dũng hiệu hiệu tường vân nhiễu pháp cụ phi phi thủy khí đúng tri tam thế nhất thiết phật ứng quan pháp giới tính nhất thiết duy tâm tạo thiên ni nhất sư thế tôn xá biết như lai ứng thế lợi vật vi tiên bồ tát thủy từ cứu khổ tối cấp ta ni chúng sinh chứng tâm tuệ thiền nghiệp nghiệp trọng phúc kinh lưu lãng tam đồ luân hồi lục thú do nghiệp thủ thân như thân ta tạo nghiệp nhân tâm khởi cảnh ý cảnh chuyển sinh tâm vĩnh kiếp la ma hà thời giải thoát kim vi phóng vô gia chi hội hoàng hoàng khai phổ tế chi môn xứng phạt sầm luân phúc thủy phương tiện chân ni ngôn diên sư biến địa ngục ý tác thiên đường tuệ tự nhiên thời hóa mê đồ đi thành sắc lộ noan ni thai thấp hóa tố bất sinh bất diệt chi hương nhân xuẩn độc hàm mà linh liên vô khứ vô lai chi phúc quả tam mê đồ thấu triệt kiểu hữu văn na chi kim hữu trưởng y tế trai đàn pháp sự thần sa môn tăng thích thanh nghĩa tấu vị việt nam quốc thái bình tỉnh hưng hà huyện duyên y hải xã bùi minh y thôn sở đảo ấy vũ hoa đăng tính sứ cư thượng phụng phật thanh yến y cúng y giang hạ thiên tuần lân lệ lục lục đáng huế thanh đàn nghinh y sư sự tiếp phát y hành quan điệp thỉnh phật tuyên kinh mộc dục cấp y tài khai tịch phương ngôn toái phá xa ngục phóng sinh tu phúc khai lộ minh y đăng phục nghinh tam phủ cắt y đoạn giải trừ mông sơn trần tế siêu độ liên ly đài cầu sám báo đức thù ân kiền kỳ âm siêu thăng dương khánh quân lợi sự kim giả sám chủ cô ai tử nguyễn văn túy nguyễn văn vượng xuất cập đồng gia dương môn nguyễn đẳng tư nhân hạ tiết chi lương thời khải vận đệ lục lục trai tuần chi sám pháp ân cần từ xưng phục vì chính tiến hiển khảo tiền sinh phụ ký phật hiệu hưu bà tắc giới nguyễn tính công huy mưu tự phúc minh phủ quân chân linh nguyên y mệnh sinh ư kỷ mão niên lương nguyệt thời thụ sinh hưởng mạo điệt bát thập ngũ tuế tiện siêu vu quý mão niên tam nguyệt nhị thập thất nhật dậu bài thuận tịch quy tây tiểu ân vị phụ tiên gia tiên tiền tổ kinh tinh cao tổ ngạo nguyện tinh quy ngô chân linh cao tổ thị đỗ thị quý đàm chân linh pháp đàn kim ngữ việt nam quốc thái bình tỉnh hưng hà huyện duyên hải gia bùi minh đôn ni y vũ hoa
đăng nhi sư cư thượng phụ Phật thánh nhi cung dạng hạ thiên tuần lâm đệ lục đăng quý đàng tràng dinh sư giữ tiếp phát hành quan điệp thỉnh Phật tuyên kinh mộc dục cấp tài thái tịch phương ngung toái phá xa ngục phong sinh tu phúc khai lộ minh đăng phục kinh tam phủ cắt đoạn giải trừ mông sơn trần tế siêu độ liên đài cầu sám báo đức thủ ân kiền kỳ ấm siêu năng dương khánh vân an lợi sợ ngục tân toan ngưỡng vọng nghe sư công sư tôn tướng thần tích trượng tức sử đao sơn thổi chết địa ngục băng tiêu kiếm thủ tội huynh hỏa xa tức diện hoạch cả thang cô kiệt nô khán đinh khôi chuông dạ quang minh hàn bằng đoạn phục thứ sử tam đồ bãi đối lục đạo mông ngân u hồn vô chất cốc chi hiu vong giả hữu siêu thăng chi lộ thần mạo can phật ân tồn vong quân lợi thần hạ tình vô nhâm nhâm chiêm vong từ quang chi trí cẩn bạch bạch a sắc ngọc sắc ngọc xúc chi thượng nguyên tỷ hóa sinh căn tòng mẫu khí biểu hướng vũ tinh thiên nhiên tích nhuận cửu tiết long mình ngoài điện đại mạo trung tạm đấu tinh tam thiên lục tổng bát mưa linh địa bát thập nhị phân lý tiết thành bội tiết cửu đề mỗi tiết vạn binh mỗi tiết thập phật mỗi thiên linh quán tam thiên giới uy lực tung hoành thần thông quảng đại biến hóa uy linh nhất dân địa điện nhị trí thiên quy yêu ma tử tận mạnh tí mong hình ôn hoàng phá đảm ác quỷ tuyệt mạnh quan địch phong tuyệt đạo tộc bôn kinh ngã địa phục tội phá trệ phách siêu sinh thiên thượng địa hạ bái phục ngã đình ngã chỉ trúc trượng vật tính viên minh ngã chỉ trúc trượng vật tính viên thành nhất trinh vạn lý thượng đăng tam thanh cấp cấp như nguyên thủy thiên tôn trúc trượng luật lệnh giác hoa phật tổ địa tạng minh minh đồ thần phật sắc tích trượng thần châu chiếu khai tục ủng hộ sao phá cửu tuấn tuấn phục phục phật sắc cao hạ diêm phù thiết thành đổi huế bạc bạc phá phong đồ cấp 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 như luật lệnh nhà tam thổ giác hoa di tích trượng thần châu địa giản chiếu minh lai quạch thang lô khát hóa thành khối yếm độ đạo sơn lai đạo diết huyết chỉ gái thạch thủy băng nổi vương trương phật thủy từ thực bản nu hồn trẻ phách xuất xuất không đôi bài đế pháp vân yêu nội kiều tam đồ lục ngũ miễn luân luân hồi thạch ca hóa điện khả ân ai thủ môn ba lượng miếng đô tài quang hoàng diệu do năm tiểu sắc đa ca tử triều sinh nga la khẳng đức tâm bao hồn trí cư kiên diêm la tạo hội phúc tòng đầu số bất 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 b
sàng đông xứ môn thanh ngài quán bồ âm ma ngã kim mối hận tu hành quán miếng tử hoàng phi tượng mã loa vị thế hiệp duyên na nhân tự vui vì đắc thành phật khởi do tha như tính sinh tử thì năng khẳng luyện mà nhân ta sinh khắp từ bách hoa hai vạn tử thiên gia sẵn bảo đại sanh lại sắc sống hương liễu bất bất chủ tùy phong lạc địa tác chân ai chiều kháng hoa hai mãn tụ hồng bồ kháng hoa thụ hoan không nhường nước hoa thời nhân gian sợ hoa thở nhân gian sợ bất bất thế đò thế tôn nghiêm mà khởi nhân chi hoa ca diếp kim chiều đắc mà đáo ra vượt lộ xa tu hoa thanh nhi dân hồn đầu tử ma bất xa hoài quang dáng đạo tràng tiềm dẫn phong linh lại giang con chiêm công đức vạn tây vô Thank you.
con người ta sống trong trời đất đào ở mình trước mắt bao xa. Ngàn em không hùng như lai sắc sành vai pha thiết vi tiên lệnh mục chúa thông trì thứ sử phong linh tình ngộ. Bất luận kinh dòng tất xả trừ chi địa ngục hoa tác liên trì khổ cụ biến vi lạc khí hương bằng đại chúng tề sướng hồng danh giáo hữu pha điện mục kinh sân ngôn cẩn hương trì tục phật là thiên hà địa ngục hợp kinh phật là cáo thiện nam tử thiện nữ nhân được cả năng trì tục thử kinh ban nhất thiên thiên tử bất phá địa ngục môn địa phật là kiến thiên tòng vô vi lai hoàn là tòng vô vi tư kim ba bác vô vi thân tự tại vô vi sư sát thế sinh thế đoạn hình tháo xa điệp ta bất toàn là vô thua đạo pháp vân cùng ta thế mãn thương vô anh nhà thằng thường tại thân thiên thường từ hiếu đồ chúng sinh tín tam bảo tất cả tam đồ khổ chư phật cứu nhất thiết tất cả thiết đạo chủ Phật ứng quan pháp giới tinh
nhất thiết thiên duy tâm tạo phá địa ngục chân ngôn đà la đến xa bà vô tội vẫn vẫn đang các quần quần tàng mong linh hồn xuất đi địa ngục thượng vãng thiên đường cấp cấp như đoạt tài cấp cấp như đoạt tài. Địa ngục khai môn điều địa ngục khai môn tù khổ chúng sinh nhất thời giải thoát. Nhân ngục điều trí tam thế nhất thiết phật ứng vạn pháp giới tính nhất thiết di tâm tạo phá địa ngục chân ngôn đà na đến la sa bà nam mô phật đà sa nam mô thạt ma ta nam mô tăng đà sa đồng thời giác khó cứu độ vong hồn đi khổ gốc thoát hậu hình hồn hồng sa tam thanh gia tam thanh gia hoàng hoàng thật là pháp khai quang tội vô tội bất bất đắc đắc quần tàng mong linh hồn xuất đi địa ngục thượng vãng thiên đường cấp cấp như đoạt loại nga cấp cấp như đoạt loại nga tam thanh nga hoàng hoàng thật là pháp pháp khai quang cứu tội vô tội bất đắc đắc quần tàng mong linh hồn xuất đi địa ngục thượng vãng thiên đường cấp cấp như đoạt loại cấp cấp như đoạt loại từ kinh ca mát nhất thiên hệ biến từ vấn đề có địa ngục có quốc dược vật tùy quyền tùy nghiệp nam vương văn tông mà vô vi lai hoàn hảo mà vô vi cứu kim tất cả vô vi tân chân vô ứng quan pháp người tính nhất thiết duy tâm tạo phá địa ngục ngục môn cũng đà đà đế đã xa bà nam mô phật đà ra nam mô đạt ma ra nam mô tăng già ra đồng nai giáng khó cứu độ vong hồn xuất địa khổ chú tông tông thoát thoát khổ hình 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 hồng 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 xa Phật pháp khai quang cứu tội vô tội bất đắc quần tàng phóng linh hồn xuất ly địa ngục thượng vãng thiên đường cấp cấp như đoạn đất tam tinh hoàng hoàng Phật Phật pháp khai quang cứu tội vô tội bất đắc quần tàng linh hồn xuất ly địa ngục thượng vãng thiên đường cấp cấp như đoạn đất. Nam mô Tây phương địa ngục nội tiêu diệt Tây phương thế giới Di Đà Phật bất xá từ bi độ phóng linh như
tiền tiên tần tông diệu nan ô tù trì kim đích trượng trấn sao địa mục mô nhược nhân thuộc nghĩa trì tam thế nhất thiết phật hướng quan pháp nơi trinh nhất thiết di tông tạ phá địa mục chân môn ngũ tả la đến a sa bà ha bà la đến a sa bà ha ba bộ kiền nữa tân tông điều la ngôn thủ trì kim tích trượng chấn sao địa mục môn nhược nhân thuộc hữu trì tam thế nhất thiết phật hướng quan pháp mới tinh nhất thiết di tâm tạo phá địa mục chân môn ấn là na đế na la bà ha la la đế la la bà ha tam tinh hoàng hoàng vượt pháp khai quang lễ hội vô tội bất đắc thần tàng không hồn xuất thi thường vãng thiên đường cấp cấp như vạn lành cấp cấp như vạn lành cấp cấp như vạn lành địa ngục khai môn tù cổ xúc sinh nhất thời giải thoát na ngày thêm mới mãi ra muốn được chân linh sinh tịnh độ rước lên của Phật lễ Đức Di Đà chân linh sa ma lễ Phật a ê a chân la linh sa ma Chân linh quy Phật, chân linh quy